bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Media. Hôm nay thì vừa mới đến, mình đã bị đập ngay vào mặt một chiếc điện thoại mới đến từ hãng Vivo, mới ra nhập thị trường Việt Nam. Theo như những thông tin được công bố thì đây là một hãng điện thoại lại đến từ Trung Quốc. Và trong lần ra mắt đầu tiên thì hãng đã đưa ra bộ 3 sản phẩm, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong 3 chiếc sản phẩm ấy, có tên là Y31. Chiếc máy này thì nằm trong phân khúc từ 1 đến 3 triệu đồng, và mình có thể thấy đây sẽ là một động thái khôn ngoan của hãng khi mà trong lần ra mắt đầu tiên thì hãng đã tấn công vào thị trường Việt Nam với phân khúc giá rẻ mà có rất nhiều người đang sử dụng hiện nay. Đây là hộp của chiếc máy Y31. Theo mắt nhìn của mình thì mình thích chiếc hộp này bởi vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà thiết kế rất là đơn giản tinh tế. Ở mặt trước và hai cạnh bên thì ta có tên hãng Vivo, và mặt sau thì ta có một miếng dán tem cho thấy đây là mẫu máy Y31 màu trắng. Hộp nhỏ như thế này có lẽ là máy bên trong cũng sẽ khá là nhỏ đấy. Chuẩn luôn, ta có một chiếc máy nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng này. Bên trong thì có sách hướng dẫn sử dụng và thông tin quan trọng và thẻ bảo hành vân vân, một tầm lắm. Đây là cục pin 2100 mAh. Một củ sạc rất là to. Các kết nối micro USB. Và cuối cùng chúng ta có một tai nghe. Alo, mình đang cầm Y31 trên tay và thực sự là nó rất vừa vặn với người có bàn tay nhỏ như mình và cũng không hề bị nặng quá. Máy thì được làm bằng nhựa và có viền mạ kim loại. Ở mặt trước thì phần trên dưới và viền màn hình khá là dày. Ta và ba phím đều hướng được làm bằng màu bạc cho dễ nhìn. Cạnh bên của máy thì cũng khá dày. Khi nhìn vào phần nghiêng thì cảm thấy rất là rõ là phần cạnh bên được làm hơi nổi lên. Điều đấy thì làm cho mình sờ vào máy có cảm giác hơi gồ lên một chút. Phím nguồm và tăng giảm âm lượng được đặt ở cạnh phải, nhấn vào rất là thuận tiện. Ở mặt đằng sau thì ta có một camera 8 megapixel và một đèn flash. Camera thì phần trên được làm nổi lên, có một dải loa ngoài ở mặt sau, nhưng mà Vivo đã rất khéo léo khi thiết kế những nút gồ lên một tí để mà khi mà đặt hẳn xuống mặt bàn thì loa sẽ không bị giảm chất lượng âm thanh. Tóm lại thì về thiết kế, Y31 trẻ trung và dễ thương. Ở mức giá này thì chúng ta sẽ không đòi hỏi được gì hơn nữa. Tuy nhiên điểm trừ nhẹ là mặt sau hơi dễ xước. Mở màn hình ra thì ấn tượng đầu tiên của mình là màu sắc trông đẹp đấy chứ. Cứ tưởng là với mức giá thế này thì chắc màu sẽ không được tốt lắm. Màn hình 4,7 inch HD, công nghệ IPS thì cho ra góc nhìn tương đối rộng, nhưng mà xin chia buồn là hơi bị rỗ. Vivo Y31 thì có giao diện tên là Fun Touch, giống như một giao diện thuần Google và có những cái icon rất là đơn giản, không có phím menu ứng dụng. Y31 thì có một điểm mới mẻ là trên thanh trạng thái vuốt xuống thì chúng ta chỉ có những thông báo và thứ ngày tháng. Và khi kéo từ dưới lên hoặc là nhấn nút giữ tùy biến ở bên trái thì mới thấy được những phím tắt cơ bản. À, có một cái phần là ứng dụng gần đây nữa. Cái này khá là hay để xóa một ứng dụng. Ví dụ như bây giờ mình thử bật một cái ứng dụng nữa này. Rồi, khi mà mình muốn xóa những cái ứng dụng gần đây thì mình chỉ cần nhấn vào nó và vứt ra ngoài như thế này. Về cấu hình thì máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Fun Touch 2.1 độc quyền của Vivo và được tùy biến trên nền tảng Android Lollipop 5.1, chip MediaTek 6580 lõi tứ, xung nhịp 1.3 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong là 8 GB, có khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 128 GB. Với nội thất như thế này thì trong quá trình sử dụng mình có thể thấy Y31 không quá xuất sắc nhưng mà phù hợp với giá tiền và tiêu chí của người dùng cơ bản. Hơn nữa thì chiếc máy này còn có hai sim máy sóng và hỗ trợ 4G. Với mức giá gần 3 triệu đồng thì mình nghĩ Y31 khá là được và phù hợp với những người mà không có nhu cầu sử dụng cao. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu có gì muốn trải nghiệm sâu hơn thì hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì clip đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại sau.